cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Georgieva, Tổng thống Bulgaria Roman Radev, Tổng thống Phần Alexander Stubb, Thái tử Kuwait Sabah Al-Khalid Al-Sabah. IMF đã luôn là người bạn tốt, người đồng hành hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Georgieva khẳng định Việt Nam và ASEAN là điểm sáng của tăng trưởng trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn khi kinh tế thế giới trải qua những cú sốc. Tổng Giám đốc IMF cho rằng khả năng chống chịu, thích ứng và duy trì tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam dựa trên hai trụ cột vững chắc, không ngừng được củng cố trong nhiều thập kỷ qua. Đó là một thể chế mạnh, ngày càng hoàn chỉnh và cách tiếp cận ưu tiên tăng trưởng nhưng vẫn đảm bảo tính bao trùm trong hoạch định và chính sách vĩ mô. Tổng Giám đốc IMF mong rằng Việt Nam có thể cùng IMF chia sẻ kinh nghiệm và câu chuyện thành công của nền kinh tế Việt Nam với các nước khác, đặc biệt là với các đối tác ở khu vực châu Phi. Bà Kristalina cho biết, xuyên suốt chặng đường phát triển đó của Việt Nam, IMF đã luôn là người bạn tốt, người đồng hành hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng tăng trưởng, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới thông qua thúc đẩy cải cách và quản trị rủi ro, nhằm đạt được mục tiêu trở thành một nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng bà Kristalina nhân dịp 80 năm thành lập IMF, đánh giá cao vai trò quan trọng của IMF trong giám sát sự ổn định kinh tế vĩ mô của các nền kinh tế, tư vấn các nước trong xây dựng chính sách để ổn định hệ thống tài chính, tiền tệ, giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế bền vững, cân bằng, toàn diện và biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ, từ một nền kinh tế lạc hậu, nay Việt Nam đã nằm trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đang đứng trước khởi điểm cho một kỷ nguyên mới, hướng tới những cột mốc quan trọng là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước vào năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị IMF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, hiện thực hóa tầm nhìn đó, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo gắn với bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo theo tinh thần lấy người dân là trung tâm và không bỏ ai lại phía sau. Với thế và lực mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề toàn cầu vì một thế giới hòa bình và thịnh vượng. Sẵn sàng tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Bulgaria. Tại cuộc gặp Tổng thống Bulgaria Roman Radev, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Bulgaria, khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ của nhân dân Bulgaria đối với Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và xây dựng đất nước ngày nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước hoan nghênh Tổng thống Roman Radev có kế hoạch thăm Việt Nam trong thời gian tới, đề nghị tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria ổn định cuộc sống, hội nhập thành công vào sở tại, trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA nhằm thúc đẩy quan hệ song phương tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Bulgaria có tiếng nói thúc đẩy các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA và EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Tổng thống Roman Radev chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu vào chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận tích cực các đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và cho biết cá nhân rất mong chờ chuyến thăm Việt Nam. Ông Radev khẳng định Bulgaria sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực mà Bulgaria có thế mạnh như y tế, hóa dược, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, nông nghiệp, môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên, sẵn sàng tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Bulgaria. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025. Gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan. Cảm ơn chính phủ và nhân dân Phần Lan đã hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn khó khăn trước đây và từng bước phát triển, đặc biệt là thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững, cũng như gửi lời thăm hỏi, động viên nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 vừa qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao Phần Lan đã thông qua Hiệp định EVIPA, khẳng định EVIPA
sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục củng cố hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo và các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời tiếp tục quan tâm tình hình Biển Đông và ủng hộ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia theo quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Tổng thống Phần Lan chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, đánh giá cao những phát triển tích cực của quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua, khẳng định Phần Lan luôn coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như viễn thông, năng lượng tái tạo, xử lý nước, công nghệ rừng, công nghệ thông tin, mong Việt Nam tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy quan hệ Phần Lan ASEAN. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để khai thác tối đa những cơ hội từ hiệp định EIPTA, tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc và khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU. Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Tổng thống Phần Lan trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Phần Lan trong thời gian tới. Tại cuộc gặp Thái tử Kuwait Sesaba Anke Ansabas, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội mà Kuwait đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt với Kuwait. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, cho biết Việt Nam sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp Kuwait tăng cường đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực mới như tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực phẩm halal. Thái tử Kuwait Sesabat Al-Khase Ansabat chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu vào các chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, khẳng định Kuwait coi Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, sẵn sàng mở rộng hợp tác du lịch, lao động và lĩnh vực thực phẩm halal với Việt Nam và ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC. Thái tử Kuwait nhất trí sẽ cùng Việt Nam phối hợp xử lý các vướng mắc tại Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, coi đây là dự án có ý nghĩa biểu tượng cho thành công của quan hệ song phương. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã mời Thái tử và đề nghị Thái tử chuyển lời mời tới Quốc vương Kuwait thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Thái tử Kuwait đã vui vẻ nhận lời.